Hai xin chào bạn, chào mừng với Trang An. Mình là MSV đây và chào mừng quý vị. Minecraft Stone hay gì nhá, mình đã quay trở lại đây. Thế hôm nay thì mình đã quay trở lại với kênh của chúng ta sau khoảng gần 2 tháng, còn một tiếng, một tháng rưỡi gì đó. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lại với AC có một cái video về tiếp tục là hack. Và trong video trước thì mình đã làm về Hackmaster 1.6.5. Mình cũng nói về một cái mod tên là VRFox dùng để chơi các loại các link, các cái mod như là gì ta, cái import ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ làm cho các bạn. Thì cái video này thì nói đúng hơn thì chúng ta thì mình phải làm từ trước kia, từ tháng 3 kia, nhưng mà mình cũng không có là nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này thì mình làm cũng có là nhiều việc và mình phải thi vào đầu tháng 4 và cuối tháng 4 vì tại mình muốn làm thi. Thì có ba cái lý do mình không làm video là: thứ tiên là mình lười, thứ hai là mình chị mình mượn máy tính, thứ ba là mình phải đi thi và mình cũng không có thời gian. Thì vào video thế nào thì tiếp đi bạn. Mở trang web mình này, các bạn nhập mình là cái VRFox, VRFox không lẽ rồi lắm không VRFox. Ok, đây VRFox, đây cái trang web đó là Crossword VRFox mod Minecraft Crossword. Thì mình sẽ để cái link này ở phía dưới phần luận. Hai đây các bạn à, đây này nhấn vào này. Và trong khoảng đợi cái này thì mình sẽ hướng dẫn cái impact nha, còn cái link khác thì cũng tương tự như thế thôi. Đây impact link, mình sẽ hướng dẫn impact nha. Đây, dưới lại mình, tại vì cũng có nhiều ví dụ như WWE nè, Pyro hay là Kami Blue, cũng có là nhiều cái channel cũng đã làm về này rồi, mình chỉ nhận lại thôi. Thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Hopri mày do vậy rồi là lưu xong. Mình sẽ đem hai cái này ra, coi là cái import hay là cái VRFox đúng không. Xong rồi chúng ta có hai cái nào, chúng ta sẽ dùng tua phím là Windows và R hoặc như thế này, up cho ta như mình đấy. Ok, Minecraft phần mod. Ok, như thế này thì các bạn khởi động cái import install này cho mình. Các bạn đợi một lát cho nó, đây nó đã được cái chạy được cái phần này. Nếu mà chúng ta làm bình thường thì như thế này, nhưng mà chúng ta làm em mod như là for mod, mình cũng làm một video này rồi, 1.12 server s, các bạn lưu đâu cũng để trắng mod được này. Ok, các bạn sẽ tắt được đấy. Xong như vậy là chúng ta không cần cái installer này nữa. Lắc qua chúng ta sẽ qua bên này, các bạn đem cái import này ra ngoài nhá. Đây pass cho mình, hỏi là đất đây. Ok, xin lỗi quên. Thì chúng nó phải hiện như thế nào chúng ta đã hoàn thành. Ok, pass. Ok, như thế thì
tiếp tục thì chúng ta sẽ đưa cái viên vọt này vào trong đây. Ok. Ok. Xong. Bây giờ thì chúng ta có thể xóa được rồi. Ok, mình tắt nào đi. Ok. Bạn khởi động bắt đầu chuyển mình lên nha. Thì hiện tại thì lý do mình làm video vào ngày hôm nay, hôm nay là ngày biết không, ngày 8 tháng 5 2021, thì lý do thì mình thì cũng đã có Covid, thì mình được nhà trường cho nghỉ, thì mình cũng có được là thời gian mình cũng quay video cho các bạn. Mình đợi một lát để cho cái theo chờ này chạy. Sao như thế này mà các bạn à, mình phải đổi lên đi đây như thế này. Như các bạn để 1.16.5, các bạn có thể chuyển nó là 4 Optify 1.12.2. Ok, mọi người enter the game. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nhé. Nó quay trở lại đây thì nó sẽ như thế này nhá, nó sẽ như thế này. Ta có bảng 1.12.2 mạng như 1.16.4.5 nhá. Back cho bảng như là hiện tại thì để xem à, hay sẽ đang restart nên chúng ta sẽ không được. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như thế này nha. Thì các bạn như thế nào, như các bạn đăng nhập như bình thường thôi, nó sẽ hiện ra như cũ impact nó nhẹ vẫn nhờ cái right shift cho mình. Cái right shift là cái shift bên phải, nó sẽ như thế này và các bạn cài đặt đã. Thì video này cũng à, nếu các bạn thích video này thì cho mình một like, share video và nhớ nhấn vào chuông bên cạnh để nhận bấm nhắc của channel mình nha. Và bye bye, see you again.